Gói thầu số 9 xây dựng đường ấp 2 suối Chầu, dự án thành phần tái lập hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, sơ sơ vậy đây, rồi chúng ta lên đường tiếp, đi ra khu xã Suối Chầu. Coi họ là thi công tới đâu rồi, trong lòng sân bay diễn biến ra sao ha các bạn ha. Đây là tới khu này là khu dân cư nhà nước đang làm đường cho bà con này. Đây là giáp ranh bờ tường và sân bay đây này. Đây, chỗ này đã được giải tỏa và bên này là người dân đang xây nhà. Chỗ này là vào vành đai, vào vòng quy hoạch, vào vòng quy hoạch của sân bay Long Thành. Ta sẽ đi đến cái ranh của xã Suối Chầu. Đây là bà con là đã chuyển nhà đi nè, rời nhà cửa đi nè các bạn. Thank you.
cưa cây, dời nhà, đập nhà. Nhìn tiêu tàn không các bạn? Cách khoảng 2 cây số nữa là tới xã Suối Trầu, ủy ban xã Suối Trầu cũ. Đây là những xe cẩu xe cuốc đã tập trung ở đây hết rồi này, chuẩn bị sang lấp nền ở sân bay ở chỗ này đoạn này các bạn ơi. Nhà cửa là gì rời hết rồi này. Wow, chết bụi ra đây. Đình thần. Nghĩa trang. Này nghĩa trang của giáo sĩ Thành Đức. Là cổng chào. Là bay hết rồi, không còn tên nữa. Còn chỉ những kỷ niệm thôi. Thông báo đề nghị thân nhân các ngôi mộ tại nghĩa địa Cẩm Đường, Suối Trầu, Bình Sơn tổ chức di dời và bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 9 2020, và có một số nó vẫn còn, một số vẫn còn là do người thân không có ở đây, cứ đang chưa biết các bạn, hoặc là con cháu chưa nhận được tin tức. Trời mưa mà bà con ở đây thì sống đi con đường này rất là cực nha các bạn, lầy lội không thể đi nổi. Đây là mùa nắng mà nó bụi mù như thế này. Đường này rất sét. Đây là chùa Bửu Lâm này. Được di dời ra khu tái định cư. Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Và chùa này đang xây dựng ở ngoài tây từ đó tới giáo sứ Thành Tân. Phía dưới suối là còn khu vườn trái cây à. Ủy ban xã Suối Trầu. Đó là di dời ra là chúng ta đi từ nhé. Đường đi về xã Long An ra quốc lộ 51 nha. Đây là trường học xã Suối Trầu. Giờ học sinh các cháu còn đang ở nơi này, mai mốt là sẽ chuyển hết đi thôi ha. Vì săn lấp nền cũng đã xem tới đây rồi.